hôm nay là một ngày thứ bảy và chúng ta đã được đi ra đường. Sài Gòn đã trở lại rồi mọi người ơi. Và mọi người yên tâm là Tiên đã chích hai mũi rồi. Nói gì vậy? Come here. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người đã quay lại với channel của Kèo. Đã rất là lâu rồi Kèo chưa gặp lại mọi người. Ouch. Anh xạo, đúng xạo luôn á. Để đâu cái môi mà đau mắt khi nào cũng vậy hết. Bây giờ thì Tiên có một cái plan đi đến một cái chỗ rất là đặc biệt. Thì lát Tiên sẽ nói cái lý do tại sao ngày hôm nay tụi mình sẽ đi đến chỗ đó. Cũng như là lát nữa sẽ cho mọi người xem nha. Bây giờ tụi mình sẽ đi đây, bye bye, bye bye. Đúng rồi. Cũng người đầu tiên luôn. Wow. Wow. Hai làm gì đi đâu đùm đùm đề đề đây. Nhưng mà đồ tùm lum vậy. Này là Nguyên tặng cho mẹ Nguyên cái vali. Trời tặng mẹ Nguyên cái vali. Tụi mình vừa mới mua Starbucks rồi mọi người. Đang gọi McDonald's tới. Bây giờ Tiên với Nguyên đang tập cái TikTok. Lần trước có tập một cái trước dịch luôn. Xong rồi tập hoài vẫn fail chưa xong. Bây giờ tập lại cái khác. Cái này dễ. Ừ cái này dễ. Ooh, gang, gang, what? Cardi, yeah, shit. What, bitch, huh? Yeah, what, yeah, what? McDonald's đã bị cancel. Yeah. Đang đợi Apple qua mọi người nhưng mà không biết khi nào mới qua. Mình đã gọi McDonald's. Thì bây giờ sẽ ăn nha mọi người. Tiên sẽ đến cái chuyên mục unboxing. Thì dạo này rất là nhiều nhãn hàng đã gửi tặng đến cho Tiên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn cái nhãn hàng rất nhiều. Thì đầu tiên là Tiên nhận được một túi quà này. Rất là xinh mọi người ơi, xinh lắm. Cái túi quà này là Tiên nhận được từ brand I'm From. Thì trong cái này á, nó sẽ có cái Vitamin 3 Water Gel. Sản phẩm này Tiên đã review ở trên YouTube Tiên một lần rồi. Cái thứ hai là một cái rice toner. Đây, của I'm From. Đó. Và cái cuối cùng Tiên nhận được là một cái chậu trồng cây mọi người. Wow, rất là dễ thương luôn. Wow. Tiên sẽ tính là sẽ trồng thử xem là nó có ra được không. Đây là hoa cúc mẫu thảo. Rất là dễ thương. Thì đầu tiên Tiên sẽ nói về brand này. Đây là brand I'm From. Và sản phẩm này thì Tiên đã nhắc cũng khá là nhiều lần ở trên channel của Tiên rồi. Đây là sản phẩm Vitamin 3 Water Gel. Đây là một cái sản phẩm đến từ vùng núi Tây Bắc ở bên Hàn. Có chiết xuất 68% từ hắc mai biển. Và đồng thời thì nó sẽ có những cái dưỡng chất từ vitamin B, vitamin C. Có những cái khoáng chất cũng như là chất xơ giúp cho không chỉ là làm sáng da mà còn cung cấp ẩm cho mọi người rất là tốt nữa. Tiên sẽ test thử cái sản phẩm này lên da cho mọi người xem nha. Đây là cái chất của nó nè. Mày thấy không? Nó giống như là gel vậy thì nó nói là water gel mà. Đó. Nó thấm rất là nhanh nha mọi người. Nhưng mà nó để lại cho mọi người một cái làn da rất là mịn. Mùi nó cũng không có quá là nồng hay là gì hết. Mùi rất là thơm. Thấm rất là nhanh luôn mọi người. Đó, vậy mọi người thấy da căng bóng không? Thì cái sản phẩm này Tiên cũng đã test cho mọi người xem khá là nhiều rồi.
Tiếp theo là đến hai cái sản phẩm này từ nhà Wishtrend. Đây, một cái là Acid Dual Mild Gel Cleanser và một cái là Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Thì đầu tiên thì Tiên sẽ nói trước về cái sản phẩm này. Đây là cái sản phẩm Acid Dual 5% Mild Cleanser. Thì nó có 1% là Salicylic Acid nè, 1% là Gluconolactone, và nó còn có độ pH rất là thấp, cho nên là sẽ phù hợp với rất là nhiều loại da, đặc biệt là những loại da nhạy cảm như là loại da của Tiên luôn. Mọi người đều biết là Tiên là thuộc loại da nhạy cảm, cho nên là khi mà sử dụng được một sản phẩm nào đó thì phải cân nhắc rất là nhiều. Cái này thì nó sẽ làm sạch hoàn toàn bề mặt da nè, nó sẽ giúp cho da không có bị bóng nhờn. Nói chung là trong này có thành phần giúp tẩy tế bào chết hóa học và tẩy tế bào chết nhẹ cho da nữa. Đồng thời thì nó có thể là xe khít lỗ chân lông luôn, cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm, ai có bị một lỗ chân lông to thì sản phẩm này sẽ giúp cho mọi người rất rất là nhiều. Thì hai cái phần thành phần mà nãy Tiên nhắc đến á là salicylic acid với lại gluconolactone á, hai cái thành phần này á sẽ giúp cho tẩy tế bào chết nhẹ trên bề mặt da của mọi người nè, đồng thời á là làm tan cái bã nhờn á ở trên lỗ chân lông luôn, cho nên là nó sẽ giúp cho ví dụ như những cái mụn đầu đen ở trên da hoặc là mụn đầu trắng á, nó sẽ là giúp cho mọi người loại bỏ cái đó luôn. Tại vì Tiên khá nhiều cái đó trên mũi, cho nên là sản phẩm này sẽ giúp được cho mọi người rất là nhiều, nên mọi người tham khảo thử sản phẩm này ha. Ngoài cái sản phẩm đó ra thì đến cái sản phẩm này, đây là sản phẩm Mandelic Acid 5% Skin Prep. Thì nó có chứa Mandelic Acid 5% giúp cho loại bỏ những cái tế bào chết trên da, cũng như là giúp cho da đỡ sần sùi hơn. Nó sẽ làm mượt cái làn da mà bị hơi sần sùi, cũng như là các bạn có một cái màu da không có được sáng sủa lắm, thì đây nó sẽ cải thiện được cái vấn đề đó và giúp da của các bạn trắng sáng hơn. Nói chung là nó có thể cải thiện sắc tố da đó mọi người, tại vì nhiều bạn da hơi bị sạm thì sản phẩm này sẽ giúp cho các bạn được điều đó. Khác với những cái loại AHA khác á, thì Mandelic Acid á, thì nó sẽ hoạt động nhẹ nhàng trên da hơn, cho nên là phù hợp với những bạn nào mà da nhạy cảm. Tại vì có thể là những cái bạn da nhạy cảm cũng khi mà xài những cái sản phẩm dưỡng da hóa học thì có thể hơi dè chừng một chút. Nhưng mà những cái sản phẩm Mandelic Acid này của Wishtrend thì nó sẽ dịu nhẹ trên bề mặt da của mọi người hơn. Cho nên là ai có làn da nhạy cảm thì nên tham khảo sản phẩm này nha. Sản phẩm này có độ pH rất là an toàn cho da, cho mọi người yên tâm. Mọi người yên tâm nha. Đây mọi người. Đó. Ok, tiếp theo và là sản phẩm cuối cùng mà từ brand Dear Class. Chắc là mọi người cũng biết tới brand này nhiều, Tiên biết tới brand này từ rất là lâu rồi. Và brand này là một brand rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Thì đây là sản phẩm Gentle Black Deep Cleansing Oil. Đó là một sản phẩm dầu tẩy trang. Nếu mà bạn nào chưa xài dầu tẩy trang rồi thì mọi người nên sử dụng sản phẩm này thử nha. Tại vì đây là một cái sản phẩm giúp cho loại bỏ cái cặn bã trên da rất là tốt. Tiên thật sự thì Tiên không phải là một fan của cleansing oil, nhưng mà đây là một trong những sản phẩm Tiên phải nói là cực kỳ hợp với da Tiên luôn mọi người. Thì trong cái sản phẩm này á, là có chiết xuất từ hạt mè đen cũng như là dầu hạt lý chua đen giúp cho chống oxy hóa và đồng thời giúp cho da mọi người ngăn ngừa cái sự mất nước trên bề mặt da luôn nha. Thì sản phẩm này rất là dịu nhẹ, khi mà mọi người chỉ cần ví dụ như là full face makeup như thế này, là mọi người cho vài pump ra da, sau đó mọi người massage lên trên mặt thì các cái lớp makeup cũng như là ví dụ như eyeliner hay là eyebrow nó sẽ trôi đi rất là chiều, và nó sẽ khi mà sau đó thì các bạn rửa lại bằng nước và sau đó là rửa mặt là hoàn toàn ok luôn, cực kỳ dịu nhẹ nha mọi người, yên tâm. Nếu mà mọi người muốn loại bỏ những cái mụn đầu đen hay là một cái cặn trên da hoặc là những cái vùng chữ T thì mọi người nhớ tập trung lưu ý massage những cái vùng đó nhiều để cho cái này nó có thể cleanse được một cách tốt nhất có thể nha mọi người nha. Và sau khi sử dụng á thì khi mà Tiên sờ lên mặt á thì cảm giác như da em bé vậy, rất là mượt luôn á, tại vì nó loại bỏ được hết tất cả các bã nhờn trên da mặt rồi. Và sau khi cleansing xong skin care thì nó giúp cho các bạn cái da của mình hoàn toàn là kiểu xinh luôn á mọi người à. Xinh. Hello mọi người. Oh my god. Chúng mình đang ở đâu đây mọi người ơi? I'm so happy. Bây giờ tụi mình đang ở gym và đây là một buổi tập đầu tiên khi mà ngày gym mở cửa. Tiên đang rất là
vui và ngày hôm nay Tiên đang có Nguyên tập trung với Tiên đây và bây giờ tụi mình sẽ tập nha. Yeah. Feel like falling deeper. Cold and nice, 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 저던 내 사랑이시고 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 마저 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기에 내 자신이. Body cũng như là lower body cũng sẽ không có được như hồi xưa Tiên tập lắm, nhưng mà sẽ ngày tây đây là ngày đầu tiên tập lại, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Hiện tại thì Tiên không có người cho nên Tiên mới dám bỏ khẩu trang, tại vì tập không có khẩu trang thì nó hơi bí một chút, Tiên hơi khó chịu, nhưng mà yeah, bây giờ Tiên đang tập đến tập tại nhà mọi người. Wow, tụi mình đã tập gym xong. Bây giờ mọi người ơi, bây giờ sẽ đi mua Starbucks. Bây giờ mà tụi mình đi á là mọi người phải có cái app PC COVID á, cái app này nè mọi người. Để chứng nhận là tiêm 2 mũi rồi xong rồi mới được vào order đúng không? Ừ. Chứ cũng không được ngồi, chưa được ngồi. Thế là vào order thôi. Xong rồi cái mang về. Có một cái bộ đồ rất là sang chảnh nha mọi người. Chào mọi người. 100 mấy chục ngàn shopping. 100 mấy, 200 mấy. Qua đây. Bên nha. Cho Linh nha, link in description box. Đây. New design. Không, nhìn đẹp mà. Đẹp mà. Nó có nhiều màu, có màu cam. Ủa vậy hả? Yeah. Nguyên cỡ gì vậy? Camera maker. Ai sẽ cần lên mình thứ. Mấy miếng giấy. Vậy là Tiên cũng đã đi gym về với Nguyên rồi mọi người. Thì bây giờ chắc là Tiên sẽ kết thúc cái vlog tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Tiên mong là mọi người sẽ vẫn giữ 5K, giữ sức khỏe thật là nhiều. Biết là mình đã bình thường trở lại cho nên là nó càng nguy hiểm hơn. Và vì đó mọi người hãy nhớ là luôn luôn đeo khẩu trang, luôn rửa tay thật sạch và luôn giữ sức khỏe nha mọi người. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe trong mùa dịch này và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Tiên. Bye bye. Bye.